Dữ liệu của Pfizer cho thấy mức độ kháng thể chống lại biến thể Delta ở những người từ 18 đến 55 tuổi được tiêm mũi vaccine tăng cường, mũi thứ ba, cao hơn 5 lần so với sau khi tiêm mũi thứ hai. Trong số những người từ 65 đến 85 tuổi, mức độ kháng thể chống lại biến thể Delta sau khi tiêm mũi thứ ba vaccine của Pfizer-BioNTech cao hơn 11 lần so với sau khi tiêm mũi thứ hai. Dữ liệu cũng cho thấy mức độ kháng thể cao hơn nhiều sau khi tiêm mũi tăng cường so với liều thứ hai trong việc chống lại virus SARS-CoV-2 ban đầu và biến thể Beta được phát hiện đầu tiên ở Nam Phi. Hãng Pfizer-BioNTech đang phát triển một loại vaccine đặc hiệu chống biến thể Delta. Dự kiến các nghiên cứu lâm sàng sẽ bắt đầu vào tháng 8, tùy thuộc vào thời gian chấp thuận của cơ quan quản lý.